Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Khiếp, nghi phạm trong nhóm tiễn công an Đắk Lắk đã khai ra mọi sự thật và động cơ gây án. Bộ công an đỏ mặt khi biết chủ mưu nhúng tay cấp tiền vũ khí điều khiển tất cả. Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng nguyên nhân thật trong vụ tiễn công an Đắk Lắk đã rõ. Không thể ngờ đầy đích thị là nhóm cực đoan có chuẩn bị chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ phân công rõ ràng. Đặc biệt là có thế lực ngoại bang đứng sau bơm tiền, bơm vũ khí và kích động để gây án. Sau khi bị Bộ Công an bắt gần 50 nghi phạm trong vụ án đầy kinh hoàng, cuối cùng những tên này cũng đã khai ra mọi sự thật. Như vậy, thế lực nhúng tay vào để kích động chống phá đất nước này là ai? Ai mới thực sự là chủ mưu? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Sau khi Bộ Công an liên tục truy quét không kể ngày đêm, tới nay gần 50 nghi phạm đã bị bắt sau vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã E Tiêu và E Cơ Tù, cư ngụ tại nhiều huyện ở tỉnh Đắk Lắk. Nhóm đối tượng này đã chính thức khai với cơ quan điều tra. Họ cho biết có bàn bạc trong cuộc họp phân công nhiệm vụ và được trang bị vũ khí cho từng người. Theo như đối tượng Yi Chang Nia, nghi phạm tham gia tấn công hai trụ sở trên khai nhận, sự thật rằng đã được ông chủ hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang sau vụ án này và được dặn cứ thấy người là tiễn về suối vàng. Nhiều nghi phạm cũng đồng loạt thừa nhận nói bị lôi kéo, hứa hẹn được cho tiền tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Y Tim Nia, ngụ tại xã Cư Né, huyện Công Búc Khai, được chỉ đạo thấy chỗ nào có người là phải hành động. Còn Y Man Mio cho biết, người cầm đầu bảo đứng canh giữ nếu người dân không làm theo thì cứ tiễn họ về với ông bà. Như vậy là đã rõ vụ án này không phải lý do tranh chấp đất đai hay mâu thuẫn giữa dân và cán bộ, mà đây đích thực là vụ giật dây từ các phân tử cực đoan trong phá đất nước. Tới đây, theo như lời khai của những nghi phạm trên, thì ông chủ đã cung cấp vũ khí, cho tiền và hứa hẹn cuộc sống giàu sang này là ai, ai mới thực sự là chủ mưu của vụ án. Theo như trang phục được cấp cho các đối tượng gây án, cộng với lời khai và sự mô tả về tư tưởng được truyền tải, nhóm nghi phạm này rất có nét tương đồng với một tổ chức phun rô từng gây ra nhiều sự việc đau lòng với nhân dân tây nguyên cũng như là nỗi khiếp sợ của người dân nơi đây phun rô dưới bàn tay giật dây của các thế lực thù địch trở thành một tổ chức phản động cực kỳ nguy hiểm cái tên của tổ chức ấy gắn với sự đen tối là bóng ma hãy hùng ám ảnh vùng đất tây nguyên mặc dù hiện nay tổ chức phun rô đã bị xóa sổ nhưng tàn dư của nó vẫn chưa thực sự chấm dứt vẫn tồn tại trong vấn đề tây nguyên thông qua hình thức khác với loạt bài hồ sơ tư liệu dài kỳ chúng tôi xin góp phần tái hiện lại phần nào hoạt động và bản chất của tổ chức tội lỗi này đồng thời xin được tôn vinh những chiến công của quân và dân tây nguyên trong sự nghiệp đấu tranh đầy cam go và mất mát hy sinh nhằm chống lại những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ sự bình yên cho mảnh đất hùng vĩ trong lòng tổ quốc Hồ sơ về Funro là hồ sơ về một tổ chức phản động, một tổ chức đầy tội lỗi. Tổ chức đó đã bị bứng tận gốc trước tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của dân và quân ta trong cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thế nhưng tàn dư của nó vẫn còn, khi vẫn còn đó những thế lực thù địch, những âm mưu đen tối chống phá đất nước và nhân dân ta. Mang phóng lợn lường dưới đường Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rất bất bình khi thường xuyên chứng kiến cảnh mỗi đêm có rất nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô, xe máy điện phóng nhanh, vượt ẩu trên đường. Chị Trần Thị Phượng, trú phường 3 thành phố Đông Hà bức xúc nói: "Có lần tôi đang đi bộ ở công viên Feeder thì một nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô phóng nhanh, gầm rú in ỏi như kiểu đua xe, đặc biệt có trường hợp bốc đầu xe rồi đáp đất loạn choạng xích ngã, khiến tôi giật mình bỏ chạy vì sợ bị tông trúng." Ông Nguyễn Phi Thường, trú phường 1 thành phố Đông Hà cho hay, có những nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, hú còi trên đường. Có nhóm còn mang theo cả dao phóng lợn, lượng lờ trên đường. Bức xúc nhất là những thanh thiếu niên này thể hiện thái độ thách thức pháp luật. Cụ thể là khi lực lượng cảnh sát giao thông lập điểm thực hiện nhiệm vụ, một số thanh thiếu niên đã điều khiển mô tô chạy ngang la hét, lạng lách đánh võng, bốc đầu, ca chân chóng xuống đường tạo tia lửa, chúng tôi đề nghị lực lượng công an tăng cường xử lý những trường hợp hống hết, coi thường pháp luật và tính mạng của nhân dân khi tham gia giao thông, ông Thường nói. Trước thực trạng gây bức xúc nhân dân nêu trên, thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là công an thành phố Đông Hà đã liên tục tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Đông Hà cho biết, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 28 tháng 3 năm 2023, đơn vị đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh trong đó có 22 nữ, 44 năm vi phạm luật giao thông. trong đó đơn vị xử phạt cảnh cáo 21 trường hợp từ 14 đến 16 tuổi, phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng với 45 trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi, phạt 66 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện với số tiền 92,4 triệu đồng. ngoài xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đông hà còn thông báo đến chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh nhằm giáo dục, giám sát thanh thiếu niên, học sinh không tái diễn việc vi phạm luật giao thông. đặc biệt phụ huynh các thanh thiếu niên phải ký cam đoan đưa kết cấu của những chiếc xe độ về nguyên trạng ban đầu, đúng quy cách kỹ thuật mới được nhận xe về. Theo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đông Hà, có những trường hợp lập hội nhóm trên mạng xã hội để hẹn thời gian, địa điểm tụ tập chạy theo đoàn, lạng lách đánh võng trên đường. Nhiều trường hợp vi phạm đã thực hiện hành vi nguy hiểm như thay đổi kết cấu xe, độ xe, hạ gầm, thay lốp nhỏ, gắn còi hú, lạng lách đánh võng, bốc đầu, ca chân chống giữa đường, đặc biệt có một số nhóm thanh thiếu niên còn mang cả phóng lợn ngang nhiên chạy nhanh vượt ẩu giữa đường những trường hợp này đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đông hà phối hợp với nhiều lực lượng mới có thể dừng xe xử lý để đảm bảo an toàn tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông chủ yếu ở các lỗi lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm thời gian tới sở tiếp tục chỉ đạo các phòng ban nhà trường phối hợp với công an chính quyền địa phương để phụ huynh ký cam kết không cho học sinh chưa đủ tuổi sử dụng mô tô học sinh đi học phải đội mũ bảo hiểm, không vi phạm luật giao thông. Đặc biệt là khi công an thông báo các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh, giáo dục, giám sát. Theo ông Huyền, đối với học sinh, nhà trường không thể cầm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Nhà trường cũng không thể quản lý học sinh khi đã rời khỏi trường. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình. Đừng để những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Cựu nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo 53 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xử sơ so thẩm bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền, 38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam PDB, chi nhánh Gia Lai về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Là người có nghĩa vụ liên quan, bà Lê Thị Thương, cựu nhân viên Ngân hàng BIDV, cũng được triệu tập tái tòa. Bà Thương là người vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác hôm 20 tháng 3. Tuy nhiên, xét thấy phiên xét xử vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo cáo trạng, từ năm 2016, Huyền chuyển công tác từ VDB chi nhánh Con Tum về VDB chi nhánh Gia Lai và có quen biết với bà T, ngụ thành phố Lai Cù. Từ tháng 9 năm 2019, với vai trò là nhân viên VDB, Huyền bắt đầu vay tiền của bà T để cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch. Cụ thể, Huyền vay tiền của bà T với lãi suất 2.000 đồng 1 triệu một ngày, rồi cho người khác vay lại 2.500 đồng 1 triệu một ngày và được bà T đồng ý. Từ tháng 1 năm 2020, Huyền đưa ra thông tin cần nhiều tiền để đáo hạn tại nhiều ngân hàng ở thành phố Lê Cưu và tỉnh Kon Tum, làm bà T tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Huyền. Tính đến tháng 5 năm 2020, Huyền chưa chuyển trả lại cho bà T số tiền khoảng trên 53 tỷ đồng. Đến tháng 6 năm 2020, bà T đợi tiền thì Huyền nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. Huyền đưa ra lý do toàn bộ số tiền đã cho bà Lê Thị Thương cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai, BIDV Gia Lai vay lại, bà Thương đang nợ huyền số tiền 133 tỷ đồng, trong đó có khoảng 53 tỷ đồng là của bà T. Sau đó, lấy lý do nhờ bà T đòi tiền hộ, Huyền dẫn bà đến nhà bà Thương để ký biên bản chốt nợ. Tại đây, Huyền đã yêu cầu bà Thương trực tiếp ký giấy đang nợ bà T 133 tỷ đồng. Sau khi cố ấy để khoản nợ cho bà Thương, Huyền tuyên bố không còn nợ tiền bà T, khoản nợ này là do bà Thương nợ bà T. Nhận thấy mình bị lừa, nên bà T đã làm đơn tố giác huyện đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai. Cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến năm 2020, Huyền đã chuyển khoản, đưa tiền mặt cho bà Thương tổng cộng trên 226 tỷ đồng. Đồng thời, bà Thương đã chuyển trả cho Huyền trên 236 tỷ đồng. Số tiền mà bà Thương chuyển trả cho Huyền nhiều hơn số tiền mà Huyền đã chuyển cho bà Thương, nên cơ quan điều tra xác định không có việc bà Thương còn nợ Huyền 133 tỷ đồng. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, Bà T đã chuyển cho Huyền trên 193 tỷ đồng. Huyền đã chuyển trả lại gần 140 tỷ đồng. Công an xác định số tiền còn lại bà Huyền đã chiếm đoạt của bà T là hơn 53 tỷ đồng.